Ăn nhờ ở đậu. Ngài giờ là một doanh nhân thành đạt có tiếng, nhưng chưa bao giờ ngài thích cuộc sống xa hoa mà luôn gắn mình với vùng quê thôn dã, với trang trại ngựa của mình. Chắc hẳn từ nhỏ ngài đã có niềm đam mê với ngựa phải không ạ? Không hẳn là đam mê, mà mỗi lần nhìn những chú ngựa đó, tôi lại như trở về tuổi thơ của mình. Chào bà chủ ạ. Chị đến rồi đấy à? Thằng bé này là... Con chào bà chủ ạ. Dạ, là con trai tôi. Đã đi ở mà còn dắt díu con mọn theo là sao? Xin bà chủ rủ lòng thương mà cho nó ở lại đây với tôi. Chúng tôi chỉ có hai mẹ con nương tựa vào nhau thôi ạ. Làm sao thế được? Tự nhiên lại phải nuôi không thêm một miệng nữa. Xin bà chủ thương tình làm ơn làm phúc. Thằng bé ngoan lắm, nó sẽ không nghịch ngợm quấy phá, nó còn có thể làm những việc vặt nữa. Thôi thế này nhé, như hôm trước nói với chị, mỗi tháng ngoài ăn ở, tôi sẽ trả thêm chị 5 đồng, bây giờ lại có thêm thằng bé này nữa. Vậy tiền chỉ còn 2 đồng thôi, chị thấy sao? Dạ, nhưng... Còn nhân gì nữa? Nuôi ăn ở cả hai mẹ con, còn muốn gì nữa nào? Vì thương tình nên mới nhận thôi, chứ thực ra thì nuôi thêm thằng bé có được ích lợi gì đâu. Nếu chị không đồng ý, thì để tôi thuê người khác. Thôi thì tôi xin vâng ạ. Thế thì hai mẹ con sẽ ở dưới cái láng kia. Xuống đó cất đồ, rồi bắt tay chuẩn bị luôn bữa tối đi. Dạ vâng, thưa bà. Thật không ngờ, tuổi thơ của ngài lại vất vả như vậy. Đó mới chỉ là khởi đầu thôi. Này, làm gì thế? Dạ, không có gì ạ. Này, ta với ngươi chơi đuổi bắt đi, chơi một mình chán quá. Ta sẽ chạy trước, còn ngươi đuổi nhé. Nếu ngươi bắt được ta, thì ta sẽ lại đuổi ngươi. Dạ. Trời ơi, cái bình quý của tôi, đứa nào làm vỡ nó hả? Là nó làm vỡ đấy ạ. Biết ngay mà, chỉ phá hoại là giỏi thôi. Người đâu, lôi nó ra đánh 10 roi cho ta. Xin bà chủ, xin bà tha cho thằng bé. Nếu có đánh, hãy đánh tôi đây. Tháng này trừ hết tiền công nghe chưa. Nhông, 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 nào, nhanh lên ngựa của ta. Cho con làm phải không? Sao mẹ biết? Con trai mẹ, sao mẹ lại không biết chứ? Khổ thân con trai, suốt ngày làm ngựa cho người ta cưỡi. Không sao mẹ, con chỉ muốn mẹ được yên, không bị người ta mắng mỏ là được. Mẹ xin lỗi. Mẹ đừng khóc. Sau này nhất định con sẽ có hàng trăm con ngựa, hai mẹ con mình tha hồ mà cưỡi, thèm gì cưỡi ngựa giả như cậu ấm. Ừ, mẹ cũng mong như thế. Câu nói đó của mẹ đã khắc ghi sâu đậm trong lòng tôi. Đó cũng chính là động lực giúp tôi vượt lên hoàn cảnh, vượt lên tất cả mọi khổ cực để có được như ngày hôm nay. Chỉ tiếc là lúc tôi thành công, lúc tôi có một đàn ngựa, thì mẹ tôi đã không còn nữa. Câu chuyện Shipper. Thôi chết, quên mất. Hôm nay là sinh nhật con gái. Alo, dạ vâng, dạ có chứ ạ. À, thế chừng 30 phút nữa, tôi sẽ gặp anh ở văn phòng bên đó nha. Vâng vâng, cảm ơn anh. Chào vị chị. Không được rồi, giờ chị phải qua gặp đối tác. Cuộc hẹn này không hoãn được, mà tối nay là sinh nhật con gái. Chị thuê shipper đi ạ. À, dịch vụ giao hàng đó. Nhờ họ mua quà, ghi thiệp rồi mang đến cho con gái chị là xong. Ừ nhỉ, thế mà chị nghĩ không ra. Alo, dịch vụ chuyển hàng đó ạ. À, vâng, chị yên tâm ạ. À, em sẽ bọc quà xinh xắn giúp chị. Cảm ơn em, có gì em cứ giữ hóa đơn nha. Mai đưa qua văn phòng cho chị thanh toán.
cố gắng giùm chị nha. Cái này là chuẩn nhất rồi đó hả chú? Chuẩn nhất đó cậu. Chú bọc quà giùm cháu với. Với lại chú ghi hộ cháu cái hóa đơn. Cháu muốn mua gì? Dạ, dạ cháu chỉ xem thôi ạ. À. Biệt thự liền kề 18 lô 24. À! Con bé này đi đứng thế à? Dạ, cháu xin lỗi. Em có làm sao không? Không được rồi, em phải đến bệnh viện. Chắc bị gãy chân chứ chẳng chơi. Để anh đưa em đi. Em tên gì? Em tên Cà Mê. Em có số điện thoại của bố mẹ hay người thân để anh gọi cho họ đến bệnh viện đón em? Em chỉ có mẹ thôi, em không nhớ số của mẹ. Mà nếu nhớ, gọi cho mẹ em, chắc mẹ em cũng chẳng đến đâu. Mẹ em yêu công việc hơn em mà. Sao em lại nói vậy? Sao giờ shipper còn chưa mang quà qua nhỉ? Bực mình ghê, đã 8 giờ rưỡi rồi. Cô Xuân ơi, cái Mi nó bảo đi học thêm mà. Đi học thêm mà sao về muộn vậy? Dạ, chắc hôm nay sinh nhật nên cô chủ nán lại đi sinh nhật với các bạn luôn. Còn với cái... Alo, xin lỗi chị, chừng nửa tiếng nữa em mang quà qua cho chị nha. Em có chút việc. Cậu làm ăn cái kiểu gì đó, không có trách nhiệm gì cả. 10 phút nữa mà cậu không mang quà thì tôi hủy đơn này đó. Dạ, em ấy thế nào rồi ạ? À? May quá, chân chỉ bị bong gân và trầy chút da. Tôi đã băng bó lại cho cháu bé rồi. Cậu có thể đưa cháu nó về. Tôi kê ít thuốc kháng sinh nữa. Dạ, bác sĩ có thể nhanh giùm cháu được không ạ? À? Anh đang vội lắm đúng không ạ? À? Anh cứ kệ em. Alo, xin lỗi chị. Em thật sự là có việc, không thể đến ngay được. Chắc chắn em sẽ giao hàng trong tối nay. Alo, alo. Thôi xong, khách hủy đơn rồi. Em xin lỗi, tại em mà hỏng việc của anh. Thôi, không sao, để anh đưa em về. Để tôi ra mở cửa, chắc cái Mi nó về. Hôm nay phải dành một sự bất ngờ cho nó chứ. Trời ơi, con bị làm sao thế này? Dạ, con bị ngã xe. May có anh này giúp đưa con đến bệnh viện. Cảm ơn cậu. Cảm ơn cậu đã giúp đỡ con gái tôi. Mời cậu vào nhà. Dạ thôi chị, cũng muộn rồi, tôi xin phép. À, chị làm ơn cho tôi hỏi địa chỉ này. Chắc cũng gần đây. Tôi bị trễ việc giao hàng cho khách, muốn qua xin lỗi khách một câu. Khu biệt thự liền kề. Ơ, địa chỉ này là nhà tôi mà. Ơ, hóa ra... Xin lỗi vì khi nãy chị nói những điều không hay với em. Dạ không có gì ạ. À, nếu đặt vào địa vị người khác thì cũng sẽ nghĩ như vậy thôi. Nếu chị không giận thì nhận em giúp đơn hàng này. Tất nhiên, tất nhiên. Mà cậu phải giao cho người nhận chứ. À, Trà My à, chúc mừng sinh nhật em. Đây là món quà mà mẹ em đã nhờ anh chuyển cho em. Quá ha, cái đàn vĩ cầm mà em hằng ao ước. Cảm ơn mẹ, cảm ơn anh. Mẹ ơi, con có thể mời anh ấy vào dự sinh nhật con được chứ? Được chứ, mẹ đã chuẩn bị sinh nhật cho con rồi. Chuyến tàu đặc biệt. Câu chuyện dựa trên một số chi tiết có thật về ga tàu chỉ có một hành khách tại Nhật Bản. Mau lên Harada, sắp đến giờ tàu chạy rồi con. Dạ con xong rồi ạ. Dạo này ga tàu qua làng ta vẫn chỉ có một mình con đi thôi sao? Dạ, thưa mẹ vâng ạ. Con có thấy buồn không? Dạ, lúc đầu thì có đấy ạ. Nhưng bây giờ con quen rồi. Con đến trường đây ạ. Ông thấy thế nào? Dân xung quanh đây đều đã đi hết cả rồi. Chỉ còn lác đác vài ngôi nhà với mấy chục người thôi. Mà toàn người già. Hay là chúng ta cũng đi? Đi đâu chứ? Chúng ta gắn bó với đất đai ở đây từ lúc sinh ra. Giờ đùng cái bảo đi, đi đâu? Làm gì mà sống được cơ chứ? Điều tôi lo lắng nhiều nhất là chuyện học hành của Harada kia. Chuyện đó cũng làm tôi đau đầu mấy ngày nay đấy. Nhà ga đã có kế hoạch đóng cửa. Vậy con bé... Hay, bà đừng nói cho con nó biết nhé. Kẻo nó nghĩ ngợi, cứ để tôi tính xem thế nào.
Hình như là chỉ có một mình cháu trên chuyến tàu này thì phải. Dạ đúng đấy ạ. À, cũng gần một năm nay rồi thì phải. Chỉ có mình cháu trên ga tàu này thôi. Hay, có lẽ nó không thể duy trì được nữa rồi. Ý chú là chuyến tàu này sắp dừng hoạt động sao? Lúc nào cháu cũng lo lắng đến điều đó. Nếu nó xảy ra thì cháu sẽ rất buồn và thiếu vắng. Hơn nữa, nếu vậy, có thể là cháu sẽ phải nghỉ học. Điều đó thật là buồn. Thế ba mẹ của cháu không thể chuyển đến nơi khác định cư ư? Nơi này đã gắn bó với gia đình của cháu từ lâu. Không ai nghĩ đến chuyện chuyển đi nơi khác đâu ạ. Vậy nếu có một điều ước bây giờ, cháu sẽ ước điều gì cô bé? Dạ, cháu ước là chuyến tàu này sẽ không dừng hoạt động, hoặc ít nhất là cho đến khi cháu tốt nghiệp và chuyển đến học ở nơi khác. Chú phải xuống rồi. Vâng, cháu chào chú. Không biết cái Carada đâu nhỉ? Cái cặp của con bé vẫn còn ở trên bàn kia. Mấy hôm nay con bé buồn lắm. Bắt đầu từ hôm nay con tàu đã không còn chạy qua đây nữa rồi. Ông, chúng ta phải làm gì đi chứ? Con bé không thể nghỉ học quá lâu. Được rồi, giờ tôi cũng đã nghĩ đến việc chuyển đi. Nhưng mà trước hết phải tìm con bé về đã chứ. Vắng mày chạy qua đây, tao buồn biết bao. Thế này là... Cô bé, cặp sách của cháu đâu? Cháu không định đi học sao? Con tàu, cháu tưởng nó đã không chạy qua đây nữa. Ai bảo cháu thế? Nó chưa dừng đâu. Bởi vì còn một vị khách cần đi học. Cháu gái, chú chính thức thông báo con tàu vẫn đi qua đây 5 ngày trong tuần, cho tới khi nào cháu tốt nghiệp trung học. Chú ơi, chú nói thật sao? Cháu mau về chuẩn bị sách vở đi, kẻo lại muộn học. Vâng, thế thì tuyệt quá. Cháu sẽ về sắp sách vở ngay bây giờ đây ạ. Không cần về đâu con. Sách vở của con bố mẹ cầm ra đây cả rồi. Bố, mẹ, con tàu vẫn tiếp tục hoạt động cho đến khi con tốt nghiệp. Con vui quá. Bố mẹ ở trong nhà nghe tiếng còi tàu hú vang, biết là điều kỳ diệu đã xảy ra. Nào, cặp sách đây, bao lên tàu đi con. Chào bố mẹ, con đi đây. Bộ phim dựa trên sự việc có thật về ga tàu Kami Shirataki tại Nhật Bản vẫn hoạt động để chuyên chở duy nhất một vị khách cho tới khi em tốt nghiệp. Chuyện đã làm cả thế giới khâm phục, ngưỡng mộ vì sự quan tâm đặc biệt của xã hội tới sự nghiệp giáo dục thế hệ trẻ của đất nước. Người thầy kỳ lạ. Cô Sullivan này, tôi đã từng mời rất nhiều giáo viên đến dạy cho Helen, nhưng mà tất cả đều bó tay. Nó không phải là đứa trẻ bình thường. Tôi sợ khi nó vừa tròn 19 tháng đã bị căn bệnh nặng khiến mất đi thị giác, thính giác và khả năng nói. Tuy bây giờ nó có thể nghe được khá hơn, nhưng nó như một con thú hoang dã. Ai đến đây đều không chịu nổi tính khí nóng nảy của nó. Bà yên tâm, hãy tin tôi. Tôi tin rằng Helen có thể tìm lại cuộc sống bình thường như bao đứa trẻ khác. Cô sẽ làm được chứ? Vâng, tôi làm được. Chào Helen. Kìa, Helen. Helen, đứng lại nào. Đừng sợ, tôi là cô giáo đến dạy em học đây. Ôi, con bé, mình nhất định phải thay đổi được con bé. Nào, Helen, chúng ta bắt đầu học với con búp bê này nhé. Cô sẽ dạy em cách phát âm bằng tay. Đây là búp bê. Ôi. Nào, Helen, em phải học ngôn ngữ. Ôi, Helen, em không những phải học ngôn ngữ, mà em còn phải học làm một người bình thường. Cô nhất định sẽ dạy dỗ em nên người. Đây là búp bê.
Helen. Em thật là... Nào, muốn chơi búp bê thì phải viết được chữ lên tay cô mới cho chơi. Búp bê. Đây là búp bê. Helen, em đứng lại cho cô. Helen. Đây là búp bê. Búp bê. Từ búp bê, em phải học ngôn ngữ. Chỉ cần có ngôn ngữ, em sẽ nên người, em hiểu không? Cố lên em, nhất định em sẽ làm được. Cách dạy của cô ta thật là kỳ quái, không giống những người trước đây. Liệu con bé có thể tiến bộ được không? Helen đã nhớ được 18 danh từ, 3 động từ, dù chỉ là ngôn ngữ bằng tay. Con bé còn biết dùng dao, dĩa và khăn ăn nữa. Tuy nhiên, con bé mới chỉ nhận thức bằng cách bắt chước. Tôi sẽ cố gắng dần dần để con bé thực sự hiểu. Thật thế sao? Ôi, con gái của tôi. Cảm ơn cô giáo. Vất vả cho cô quá. Nào, tới giờ ăn cơm rồi. Hãy cho mẹ xem em đã tiến bộ thế nào. Ôi, trời, cô có sao không? Con bé muốn thử thách tôi trước mặt bà đây mà. Bà yên tâm, con bé sẽ rót đầy bình nước này. Như vậy có được không? Con bé phải cư xử như một người bình thường. Nào, em hứng nước đi. Ở đây không có mẹ, đây là nước. Em mau hứng nước đi. Nước, đây là nước. Helen. Đúng rồi, nước. Giỏi lắm Helen. Mặt đất. Đúng rồi, em giỏi lắm. Cô giáo. Em thành công rồi. Em làm được rồi Helen. Dưới sự giúp đỡ của cô giáo Sullivan, cô bé khiếm thị, khiếm thính, tưởng chừng như không thể hòa nhập với thế giới bình thường, đã làm nên kỳ tích. Cô đã không ngừng nỗ lực học tập và viết văn. Cuối cùng, cô đã trở thành nhà văn lớn với nhiều tác phẩm nổi tiếng. Cô chính là Helen Keller. Đôi giày yêu thương. Bộ sưu tập này tôi thiết kế dành riêng cho những người không có đôi chân lành lặn, với tên gọi Tự tin bước đi. Chúc mừng cô đã giành giải xuất sắc của cuộc thi. Cô có thể cho tôi và những người yêu mến cô được biết cơ duyên nào cô đến với nghề thiết kế, cũng như cảm hứng để sáng tác nên bộ sưu tập vô cùng độc đáo, mới lạ như thế này không ạ? À? Vâng, cảm ơn các bạn đã luôn dành tình cảm cho tôi. Để có được thành công như ngày hôm nay thì đó là một câu chuyện dài. Nhưng có lẽ chính đôi giày tình yêu của ba tôi đã giúp tôi vượt qua tất cả. Kìa, nhìn chân cô ấy đi. Thật là đáng khâm phục. 2 năm trước đây, lúc đó tôi vừa là một nhà thiết kế, vừa là một người mẫu nổi tiếng, thường xuyên tham gia các show diễn thời trang, chụp ảnh quảng cáo cho tạp chí. Siêu mẫu Minh Phương, chị cho em xin chữ ký đi ạ. À, cho em nữa, chị chụp ảnh với em nha. Minh Phương, Minh Phương, Minh Phương, Minh Phương. Mình sống như thế này còn ý nghĩa gì nữa? Con gái, sao ba không để con chết đi? Con là kẻ tàn phế rồi. Sống như thế này có ích gì nữa? Bà biết với con giờ mọi thứ rất khó khăn, nhưng con còn có ba bên cạnh con nữa mà. Con còn trẻ, vẫn có thể làm lại mọi thứ. Ba xem đi, liệu con có thể làm lại mọi thứ hay không? Con gái, dù thế nào thì ba vẫn mong con mạnh mẽ. Ba làm ơn, hãy cất những bức hình trên tường cho con.
Ừ, ba biết rồi. Và vứt hết những đôi giày cao gót trong tủ giày của con đi. Ừ. Quà của ba dành cho con gái nè. Ba, ba, con đã nói với ba hãy vứt hết những đôi giày cao gót đi. Giờ ngay cả việc đứng lên con cũng không làm được. Con xem kỹ nè, đây là một đôi giày đặc biệt ba làm riêng cho con gái, vì ba mong con có thể đứng lên thêm lần nữa. Nào, để ba giúp con, mạnh mẽ lên, mới đầu sẽ hơi đau một chút con ạ. Ba ơi, con đứng lên được rồi. Chính tình yêu thương của ba đã giúp tôi vực dậy tiếp tục theo đuổi ngành thiết kế thời trang. Với bộ sưu tập này, tôi muốn nhắn gửi đến những người kém may mắn như tôi rằng khi bạn có niềm tin vào cuộc sống, thì dù bạn đi trên con đường nào, bạn cũng sẽ chiến thắng. Minh Phương! Minh Phương! Minh Phương! Minh Phương! Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé!